minh hải miền đông xin kính chào quý vị và các bạn hôm nay tôi tiếp tục trở lại để gửi tới các bạn với một câu chuyện buồn đau đớn đã xảy ra trong một gia đình và tôi mong rằng quý vị các bạn lắng nghe bình luận và chia sẻ về câu chuyện này trước khi vào câu chuyện tôi cũng không quên gửi lời chúc tới quý vị các bạn trong và ngoài nước luôn luôn bình an vui khỏe hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống. Sau đây kính mời quý vị lắng nghe chi tiết về câu chuyện trên. Chỉ đến khi tay trắng ra khỏi nhà vợ trở về nhà mình, người đàn ông mới biết một sự thật quá phụ phàng. Yêu thương gia đình và luôn muốn họ có một cuộc sống tốt đẹp là điều ai cũng mong muốn Nhưng chúng ta không nên làm theo cách Mà người đàn ông đã làm trong câu chuyện Mới được đăng tải lên mạng xã hội dưới đây Nội dung câu chuyện như sau Tôi tên là Minh Hảo Sinh ra ở nông thôn Dưới tôi còn có một người em trai Khi chúng tôi còn nhỏ Bố tôi đã mất trong một vụ tai nạn Cho nên chỉ có ba mẹ con tôi dựa vào nhau mà sống Cuộc sống không có cha đã rất khó khăn. Mẹ tôi phải vừa làm, mẹ lại vừa thay cha nuôi nấng hai anh em. Điều này thật không dễ dàng. Cũng may là tôi và em trai đều ngoan ngoãn. Mỗi khi đi học về đều phụ giúp mẹ việc nhà, giảm bớt gánh nặng cho mẹ. Sau này khi học lên cấp 3, vì thu nhập của mẹ không thể lo học phí và sinh hoạt cho hai người nên phận làm anh như tôi phải nghỉ học ở nhà để em trai được đi học. Tôi nói với mọi người rằng mình không muốn đi học nữa để có cơ hội này cho em trai và thành tích học tập của em ấy cũng tốt hơn. Học hết cấp 2, tôi đã nghỉ học để ra ngoài đi làm. Tôi nhớ năm 15 tuổi đi tìm việc, không ai muốn thuê lao động nhỏ tuổi nên sau đó tôi phải đi rửa bát thuê ở một quán ăn nhỏ với mức lương rất là thấp. Tháng chỉ được khoảng hơn 3 triệu rưỡi đồng nhưng được bao ăn uống. Và tôi dành dụng gửi về quê hơn 3 triệu. Chỗ còn lại coi như tiền tiêu vặt của mình. Thời gian đó rất vất vả nhưng cũng rất là vui vẻ. Tôi hy vọng em mình có thể vào đại học. Có tương lai tươi sáng để cải thiện cuộc sống cho gia đình chúng tôi sau này. Ở chỗ chúng tôi con trai hầu như sẽ kết hôn vào khoảng 20 tuổi, nhưng do điều kiện gia đình quá kém nên tới năm 25 tuổi tôi vẫn chưa lấy vợ. Sau này, mẹ tôi đánh tiếng chỉ cần con bà lấy được vợ, ở rể bà cũng chấp nhận. Một thời gian sau, cuối cùng tôi cũng kết hôn và về ở bên nhà vợ. Vợ tôi là con gái duy nhất trong gia đình. Điều kiện gia đình cũng rất tốt, đều làm kinh doanh. Nên khi sau khi về chung một nhà Thì cuộc sống của tôi cũng tốt lên rất là nhiều Sau này cha mẹ vợ thấy tôi thông minh và chăm chỉ Đầu óc cũng nhanh nhẹn Nên giao cho tôi quản lý một công ty nhỏ Để cảm ơn công sinh thành và những dục của mẹ mình Từ sau khi tiếp quản công ty Mỗi tháng tôi đều chuyển về 70 triệu vào thẻ của bà Số tiền này hoàn toàn đủ cho cuộc sống của mẹ và em trai dư giả. Tuy nhiên Tôi không nói cho vợ hay và cha mẹ vợ biết chuyện này Tôi sợ họ sẽ không đồng ý Để tránh việc này bị phát hiện Tôi đã lập tài khoản ngân hàng giả Tự mua một số thứ rồi báo công ty thanh toán Bí mật bị phơi bày Năm năm sau Cuối cùng vợ tôi cũng đã phát hiện ra chuyện này Lần đó cô ấy đến công ty kiểm tra sổ sách Phát hiện ra vài con số không đúng phát hiện sự thật này vợ tôi đã vô cùng tức giận và muốn ly hôn với tôi cô ấy nghĩ tôi không nên giấu vợ lén mang tiền trong nhà đi sau khi làm xong thủ tục ly hôn tôi nhanh chóng bị đuổi ra khỏi nhà vợ không còn cách nào khác tôi chỉ có thể về nhà mình về đến nơi tôi thấy mẹ và em trai tôi đang ngồi nói chuyện ở trong vườn nhà em trai thấy tôi về liền chạy đến hỏi lần này anh về định cho em bao nhiêu tiền tôi xứng người rồi hỏi lại em nói vậy là có ý gì anh không cho tiền là không được về nhà sao em trai ngượng nghịu cười ôi không phải thế chỉ là tiền tháng này đã tiêu gần hết rồi tôi rất ngạc nhiên và hỏi em không đi làm à lương của em đâu hết rồi em trai trả lời em không đi làm nữa hàng tháng anh cho mẹ nhiều tiền như vậy em làm sao phải đi làm. Nghe em trai nói những lời này, cuối cùng tôi cũng hiểu ra rằng thì ra mỗi tháng tôi gửi tiền về nhà mẹ đều đưa hết cho em trai. Thậm chí chỉ ở nhà ăn chơi mà không hề đi làm. Tất cả đều đợi tôi gửi tiền về. Tôi chua chát nói với mẹ: "Mẹ ơi, sau này không có tiền nữa, con đã ly hôn vợ rồi." Vâng thưa quý vị và các bạn câu chuyện mà người đàn ông đã chia sẻ lại về cuộc sống hôn nhân và hoàn cảnh gia đình của mình trên các trang mạng xã hội đặc biệt được rất nhiều bạn bè quý vị ở khắp nơi đón nhận về cái thông tin câu chuyện này tại vì quá đau lòng anh rất thương yêu gia đình thương yêu mẹ thương yêu em trai cố gắng đi làm để kiếm tiền gửi về cho gia đình cho em ăn học. Lần đầu tiên anh làm mỗi tháng chỉ hơn 3 triệu rưỡi mà thôi, nhưng anh gửi về gia đình hết toàn bộ để đầu tư cho em trai học. Rồi tiếp tục anh may mắn lúc lấy vợ lấy được là một cô gái gia đình cũng khá giả và tính anh cũng thông minh, cẩn cổ nên được bố vợ cho là tiếp quản một công ty nhỏ Và anh đã lén lúc âm thầm Làm các chứng từ giả Để gửi về cho mẹ và em trai ở nhà Mỗi tháng đến 70 triệu đồng Cứ tưởng rằng mẹ sẽ dành dụng Tiết kiệm lại đó cho mình Và em trai và mẹ cũng chỉ tiêu xài Có chừng mực Không ngờ Từ ngày anh gửi tiền về hàng tháng thì em trai không đi làm một công việc gì chỉ biết ăn chơi ở nhà và hai mẹ con cứ đến đâu xài hết tiền đến đó cứ ỷ lại là tháng nào con trai cũng sẽ tiếp tục gửi tiền về cho mình rốt cuộc sau khi bị nhà vợ phát hiện anh đã bị vợ ly hôn và đuổi ra khỏi nhà một câu chuyện đáng buồn cho người thanh niên đã chia sẻ câu chuyện này và tôi cũng mong rằng quý vị các bạn lắng nghe chia sẻ và bình luận về câu chuyện này tôi rất chân thành cảm ơn và đến đây thì tôi xin tạm dừng video lại hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo trên kênh của minh hải miền đông xin chào tạm biệt